Chúng con thờ lạy Chúa nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy trái tim cùng Thánh Đấng Chúa Giêsu, con nhờ trái tim cờ sạch Đức Bà Maria mà dâng cho trái tim Chúa mọi lời con cầu xin, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền vì tội lỗi con và cầu nguyện theo ý Chúa. Khi giờ mình thê lệ trên bàn thờ, con lại dâng cho trái tim Chúa có ý cầu nguyện canh riêng theo ý Đấng Giáo Hoàng, Đức Chúa Trời Trai Thánh Thiên Thần truyền tin cho ra Thánh Đức Bà Maria. Và ra Thánh Đức Bà chịu thay bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Kính mừng Maria, để ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và chăng giờ lâm tử. Amen. Này tôi là tôi ta Đức Chúa Trời. Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền. Kính mừng Maria, để ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và chăng giờ lâm tử. Amen. Chúa ơi ngồi thơ hại xuống thế làm người và ở cùng chúng con. Kính mừng Maria, để ơn có Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu lòng bà gồm cũng là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trăm giờ lâm tử. Amen. Lạy ra Thánh Đức Mẹ Chúa Trời xin cầu cho chúng con đang chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Lạy Chúa, chúng con xin do ban ơn sâu trong linh hồn chúng con là kẻ đang nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn con Chúa chịu nan chịu chết trên cây thánh giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sang lăng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con là kẻ tín cậy Đức Chúa Trời và đốt lửa kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa lại mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lai xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thâm vạn vô cùng. Con lạy tin thần Đấng Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộng tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau đường lên thiên đàng xem thay màn Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng. Con bên Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tròn to tròn lành vô cùng. Lạy vì Chúa,
thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghép mọi tội con trên hết mọi sự. Con dâng lòng Chúa cái và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dìm tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Năm màu nhiệm sáng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng làm con cái Chúa. Lạy Cha, con ở trên trời, con nguyện danh Cha ca sáng, Cha chỉ đến, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho con nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con ra trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người được. Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đến phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời ở xóm, con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Người. Lạy Cha, con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phước Đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa
Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà, và có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm cũng là. Ơn Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ ba thì ngắm Đức Chúa Giêsu giao giảng nước trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Lạy Cha con ở trên trời, chúng con nguyện dân Cha ca sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con ta kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra sức cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu có lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn Phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trời ơi, xóm con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria,
Maria, đơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ ơi, trở cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần lên lòng Chúa thương xót hơn. Chúng con này ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng lên vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời và được nhờ kinh mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con. Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc này. Vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng, đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng tròn tốt tròn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời, chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa. Khi con no buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội cùng làm việc để tội cho xưng. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Chúng ta xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta luôn tin tưởng vào Chúa, luôn cảm nhận được Chúa luôn đồng hành chúng ta. Và chúng ta cũng cảm nhận được tất cả những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa vẫn làm trong cuộc đời của mình. Cùng hiệp dâng trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hiệp ý cầu nguyện theo ý người xin, cầu cho các linh hồn Du Xe Phạm Trung, Du Xe Trần Văn Choi, Phaolô Nguyễn Thế Toàn, Catarina Nguyễn Thị Mến, Maria Lê Thị Đức, Maria Phạm Thị Đông, Maria Trần Thanh Ngà lễ dỗ 2 năm. Bà Thiệu xin ơn bình an cho Maria Nguyễn Sao Mai, Nguyễn Lộc xin tạ ơn Đức Mẹ, Thánh cả Du Xe và cha Trương Bửu Diệp. Phương Cúc xin tạ ơn Trần Kim Long xin ơn bình an. Cùng với lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta, giờ đây chúng ta xin Chúa thứ tha tất cả những thiếu sót lỗi lầm. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin tỏ lòng nhân hậu với các tín hữu Chúa và rộng tay ban phát mọi ơn lành, để chúng con thêm lòng tin cậy mến và chuyên cần tuân giữ những điều Chúa truyền dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, trong sự hợp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sát ngôn sứ Mica. Các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán: đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi, các đồi phải nghe tiếng của ngươi. Hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất. Nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người, người tranh luận với Israel. Dân ta hỡi, ta đã làm gì ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta, phải chăng vì ta đã đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi, đã sai Môi-se, A-ha-rôn và Miriam đến hướng dẫn ngươi? Dân tự hỏi mình rằng, tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích từng ngàn dê đực và hàng vạn suối dầu? Phải chăng tôi sẽ dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột để đền tội cho chính mình? Ngôn sứ đáp, hỡi người,
bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn, đó chính là thực thi công bình, yêu quý nhân nghĩa và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của bạn. Đó là lời Chúa. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hãy chiêu tạm cho ta những người trung hiếu, những người đã gieo ước với ta bằng hy lệ. Cao tận trời tuyên bố Chúa công minh, vì chính người sẽ đứng ra xét xử. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ta chẳng tranh cư ngươi về hy lễ, lễ toàn thiêu của ngươi hằng nghi ngô trước mà ta đêm ngày. Bò của ngươi ta nào có thiết, chiên của ngươi chẳng lẽ ta ham. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Thanh trí của ta sao ngươi thường nhắc nhở, mở miệng ra là chữ thanh ưa trên môi, nhưng chính ngươi lại ghét điều sửa dây. Lời ta truyền đem vân bò sau lưng. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Ngươi làm thế chẳng lẽ ta thinh lặng, ngươi tưởng rằng ta cũng giống ngươi sao? Này đây ta khiển trách những tội kia, ta vạch rõ ngươi xem. Kẻ dâng lời ta ơn làm hy lễ sẽ làm hiền danh ta. Ai sống đời hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Hoàn hảo, ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được một dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn, mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, con người chúng ta thì thường mình tìm kiếm những cái gì đó nó lạ thường. Nơi đâu nghe tin Đức Mẹ hiện ra, nơi đâu có Chúa hiện ra, hay là có Chúa khóc, Đức Mẹ khóc vân vân, thì người ta ùn ùn kéo đến. Không phải đến để tin, mà đến để hiếu kỳ, để xem cho cái gì đó nó lạ lùng. Và có lẽ người Do Thái ngày xưa cũng vậy. Khi Đức Giêsu đi rao giảng tin mừng, Ngài làm những dấu lạ, thì qua đó họ không tin. Thậm chí là họ còn cho rằng Đức Giêsu đã dùng quyền của tướng quỷ để trừ quỷ, vân vân. Nhưng mà họ lại khi cần thiết, hay là khi mà muốn thử thách Đức Giêsu, thì họ lại đòi những cái dấu lạ. Tuy nhiên là Thiên Chúa lại không dùng những cách, những cái dấu lạ đó để biểu hiện cái quyền năng của Ngài, mà Ngài dùng những cái cách rất bình thường để thể hiện quyền năng. Và nếu như Ngài có làm những cái dấu lạ nào đó, thì để cho thấy rằng Thiên Chúa Ngài có uy quyền, và Ngài làm tất cả những cái điều đó để phục vụ con người, hay là phục vụ cho Thiên Chúa, chứ không phải để thỏa mãn những cái đòi hỏi của con người. Hơn nữa, Thiên Chúa muốn là con người khám phá ra những gì mà Thiên Chúa đã làm cho mình. Có lẽ ở trong mỗi gia đình chúng ta, cha mẹ đều là cái người mà thường là yêu thương con cái. Mình cũng không, cha mẹ cũng không phải làm những cái điều gì kỳ diệu, hay là điều gì mà nó phải là những cái phép lạ, mà những cái gì mà cha mẹ vẫn làm mỗi ngày: yêu thương, chăm sóc, kiên nhẫn, hy sinh cho con, vân vân. Tất cả những cái đó, nó nếu mà người con cảm nhận được thì sẽ thấy đó là cái tình yêu thương. Thiên Chúa cũng vậy. Ở trong đời sống của chúng ta, có lẽ mỗi ngày khi mình thức dậy, mình tỉnh, mình đang được sống, và mình có một ngày nữa để tạ ơn Chúa. Trong mỗi thánh lễ chúng ta tham dự, chúng ta thấy là qua cái lời truyền phép cũng như bàn tay của linh mục, thì bánh và rượu trở nên mình và máu Chúa. Mà đôi khi chúng ta cũng tham dự nó bình thường quá, mình nó không thấy nó là một cái dấu lạ. Thiên Chúa vẫn làm những cái dấu lạ trong cuộc đời của chúng ta, nhưng mà chúng ta lại tính hiếu kỳ, mình đòi hơn thế nữa. Thực ra thì cái đòi hỏi đó nó không phải là để phục vụ cho niềm tin, mà nó chỉ thỏa mãn cái hiếu kỳ. Tuy nhiên là Thiên Chúa qua cái lời dạy của Đức Giêsu ở trong bài tin mừng, Ngài cho thấy đó là dân thành Ninive, họ chỉ nghe lời ông Jonah nói rằng các ông phải hoán cải, còn nếu không các ông sẽ bị trừng phạt. Họ không đòi là Jonah, ông phải cho chúng tôi thấy đâu là dấu, như thế nào để cho chúng tôi tin, hay là cái lời ông nói có đáng không. Nhưng mà họ qua cái lời của ngôn sứ, họ nhìn lại cuộc đời của họ, họ thấy hình như là cái con đường họ đang đi nó không ổn, nó không đúng, đang bị sai, cho nên chính họ đã hoán cải và điều chỉnh. Rồi bà nữ hoàng phương Nam nghe Salomon có những cái lời nói và cách cư xử rất khôn ngoan, cho nên bà đến để nghe, để chứng kiến. Lời của Đức Giêsu đó là lời từ Thiên Chúa, lời mang lại sự sống, và mời gọi chúng ta đến để nghe. Và chúng ta thấy có rất nhiều vị thánh không phải đến với Chúa vì hay là được hoán cải bởi vì những phép lạ, mà bởi vì họ, các vị thánh đó đã cảm nhận được đó là Thiên Chúa yêu thương, và con người
chỉ có thể đón nhận được tất cả những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa mặc khải cho mình khi mà chúng ta khiêm tốn, khi chúng ta nhận ra những cái giới hạn của mình và chúng ta thấy rằng chúng ta cần Chúa và phụ thuộc vào Thiên Chúa, thì lúc đó chúng ta sẽ nhận ra. Xin cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, biết cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa vẫn thực hiện trong vũ trụ và trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa cùng Chúa rất rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, Chúa cùng Chúa rất rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên cuồng thiêng liêng cho chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tôi và anh chị em để ta cùng cầu nguyện Thiên Chúa và nơi Cha chúng ta cùng hòa thế hội thánh người. Lạy Chúa là Cha nhân từ, Chúa đã dùng hiến tế duy nhất của Đức Kitô trên thập giá làm cho các nghi lễ theo luật Môsê được đầy đủ ý nghĩa. Xin thanh hoa lễ vật chúng con dâng với cả tâm lòng thành, cũng như xưa Chúa đã vui lòng thanh hoa lễ vật của A-ben. Nhờ đó hiến lễ mỗi người chúng con dâng lên để tôn vinh danh thánh sẽ giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em, hãy nâng tâm hồn lên, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thanh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, vai đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa, Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cùng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thu tao phải phung thờ Chúa, mọi người đã được cứu chuộc ở khắp nơi đều cung kinh ca ngợi và các thanh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn ân hoan tuyên xưng rằng: chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này,
để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến nỗi thanh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mi-ca-e, chúng con cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho ấy thay được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Cả Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha đến dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin rơi thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa trong lòng thương cứu giúp chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con.
Xin đừng chấp tôi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin khôi Thánh Chúa. Xin đoái thương ban trời thanh được bình an và hiệp nhất theo thanh nghi Chúa, Chúa ẵng sống và hiên tri muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em mới chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc trai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin phù trợ chúng con là đoàn dân Chúa. Chúa đã lấy bánh bởi trời và nuôi dưỡng chúng con.
Xin Chúa giúp chúng con từ bỏ nếp sống cũ và hân hoan bước vào đời sống mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Đức Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lạy xong cho anh chị em đi bình an.